Màu rồng ánh kim được xem là một màu đẹp nhất của chiếc Toyota Innova huyền thoại. Hiện tại thì bên trên thị trường có rất là ít dòng xe Innova mà màu mang màu rồng ánh kim này anh chị nhé. Và bên em thì cũng may mắn sở hữu được một chiếc và tầm tiền thì cũng lại rất là tốt luôn anh chị. Innova này là sản xuất 2018, chạy được 80.000 km. Chủ xe chạy gia đình, không có chạy dịch vụ anh chị nha. Và vào cho xe rất là nhiều đồ luôn anh chị. Thay sẵn cho mình là hai lớp trước nè, thương hiệu Michelin luôn, còn dày lắm anh chị nha. Hai lớp sau thì vẫn là zin theo xe, có lắp bể bước chân nè anh chị. Và bên trong nội thất thì cũng lắp rất là nhiều đồ luôn á. Có phim cách nhiệt nè, ghế da, lót sàn, bọc trần, camera hành trình. Nhiều đồ lắm anh chị ha. Và xe này mình lấy về thì cũng không cần làm thêm nữa, mình lấy về chỉ việc chạy thôi anh chị. Nội thất xe thì còn đẹp lắm chị nha. Và xe này thì cam kết với chị là không có một lỗi nhỏ luôn, không đâm đụng nè, không thủy kích, động cơ hộp số zin, không tua đồng hồ km ạ. Keo chỉ zin hết anh chị nha. Nước sơn thì liền lạc, cũng không có xước xát gì cả. Xe này bên em vừa lấy về và cũng mới rửa xe hút bụi xong là ghi hình luôn, gửi đến các anh chị nha. Innova thì chạy rất là bền rồi. Anh chị nào mà đang cần tìm một chiếc xe để sử dụng gia đình kèm theo chạy dịch vụ để kiếm thêm thu nhập thì có thể suy nghĩ về chiếc xe này anh chị nha. Tầm tiền cho em này thì bây giờ cũng không tới 500 đâu anh chị. Thì anh chị có thể sở hữu một chiếc xe 8 chỗ ngồi rộng rãi thoải mái, trang bị thì cũng đầy đủ rồi. Anh chị quan tâm đến Innova màu đồng ánh kim này thì liên hệ với Duy nha. Xem xe trực tiếp ở Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương, gần cổng chợ Bình Dương, cách ngã tư Bình Phước chỉ 1 km thôi anh chị nha.